chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ Yobo trong clip tuần trước. Và tuần này chúng ta sẽ đến với một công thức bí truyền mà giúp các bạn có thể giảm được từ 2 cho đến 3kg chỉ sau 3 ngày. Và trong khi bạn vẫn được ăn, ăn nhiều là khác và bạn không hề mệt mỏi. Công thức này đã có những cái kết quả thực tế trên khách hàng của Yobo trong suốt 1 năm qua. Và với cái tỷ lệ là cứ 100 khách hàng thì có 97 khách hàng có hiệu quả giảm trung bình là 2,5kg. Thậm chí có những người đã giảm được 5kg nhưng mà sau 5 ngày detox chứ không phải là 3 ngày. Vậy thì mặc dù tùy mỗi cái thể trạng của cơ thể của chúng ta có khác nhau thì kết quả nó cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên cái tỷ lệ là 97% và cái cân nặng trung bình giảm đi là 2,5kg thì cũng đã là một cái kết quả rất là đáng khích lệ và mang đến niềm vui cho rất là nhiều khách hàng của Yobo. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ giới thiệu cho các bạn, sẽ công bố cái công thức bí mật đấy cho các bạn để các bạn có thể áp dụng và các bạn có thể giảm được cân nhanh chóng. Đặc biệt nếu mà bạn rất là cần có một vóc dáng đẹp ở trong một cái dịp nào đó mà chỉ còn 2 đến 3 ngày nữa thôi thì đây là một cái phương án, một cái giải pháp hoàn hảo, bởi vì là bạn sẽ vẫn làm việc được, bạn vẫn chạy lăng nhăng ngoài đường được, bạn vẫn có thể thực hiện tất cả những cái trách nhiệm nghĩa vụ của mình và sau 3 ngày bạn trở nên thon gọn hơn. Bạn phải nhớ rằng là 2 đến 3 cân là bạn đã giảm đi được một size. Tức là lỡ mà cái bụng của bạn có chẳng may bự lên và không mặc vừa một cái váy nào đó thì đây chính là một cái cứu cánh cho bạn. Bởi vậy, xét thấy nó quá là cần thiết, đặc biệt với chị em phụ nữ, cho nên là Anna xin phép được đi vào cái phần chi tiết để cho chúng ta không mất thời gian hơn nữa nhá. Trước tiên, sẽ đến với phần đồ ăn. Một ngày chúng ta ăn 3 bữa, sáng, trưa, chiều, và thường là chúng ta ăn bữa chế biến hết. Thì trong 3 ngày này, Anna gọi chế độ này là chế độ detox. Trong chế độ detox thì khác với giảm cân nhé. Khi giảm cân thì bạn sẽ ăn theo một kiểu khác là ăn vừa ăn thực phẩm chế biến và vừa ăn thực phẩm tươi sống. Đấy là với phương pháp của Yobo. Còn khi mà bạn detox thì bạn sẽ trong 3 ngày này bạn sẽ ăn hoàn toàn là thực phẩm tươi sống thôi. Bạn nhớ rằng là hoàn toàn là thực phẩm tươi sống. Vậy chúng ta sẽ ăn như thế nào? Chúng ta cũng ăn 3 bữa sáng, trưa và chiều. Chúng ta cũng ăn 3 bữa sáng, trưa và chiều thay cho 3 bữa bình thường mà chúng ta hay chế biến lên. Thì bữa ăn nào cũng là ăn thôi và thực phẩm nào thì cũng là thực phẩm cả. Cho nên rằng là không có lý do gì mà chúng ta không thể đổi từ loại này sang loại kia, đúng không ạ? Vậy thì một cái bữa của chúng ta trông nó sẽ như thế nào ạ? Trông nó sẽ như thế này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Ở trên tay Anna đây là dưa leo. Đây là táo. Còn đây là ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ. Đây là một bữa, nếu như với cân nặng của Anna thì cái này chưa đủ một bữa, cái này chỉ khoảng 2/3 bữa thôi. Bạn sẽ ăn như thế nào? Bạn sẽ ăn như thế này. Nếu như mà bạn nặng khoảng, Anna là 58 cân thì tức là cho là 60 cân đi. Thì mình sẽ ăn 6 lạng một bữa trong 3 bữa như vậy. Nghe Anna 58 cân nghe choáng không ạ? Nhưng mà do ăn nhiều những thứ này nên là có một cái đặc điểm là cơ thể mình sẽ có nhiều cơ và không có mỡ mấy. Mặc dù Anna là một người mà có vóc dáng như tập thể dục thường xuyên nhưng lại không có thời gian để tập thể dục. Đó, cho nên là mọi thứ nó đều có bí quyết cả, chứ không phải một bà mẹ nuôi con rồi làm doanh nghiệp rồi quay video clip thường xuyên rồi lại vận hành cả một cái đám thực sự là cái đám gọi là tiểu yêu tinh tại Yobo ấy, nó rất là hao tổn thời gian. Thế nhưng mà mình vẫn có thể duy trì được vóc dáng bởi vì Anna kết hợp là 70% đến 80% là dinh dưỡng, còn 20% đến 30% còn lại là tập luyện. Sau khi mình đã fit được form rồi thì cái công thức đấy nó sẽ đúng với các bạn vì chúng ta không có quá nhiều thời gian cho việc đến phòng tập và tập luyện. Mặc dù Anna rất là thích mặc những cái bộ đồ trong phòng tập và đi dạo dạo ở bên trong phòng tập. Đây, vậy các bạn có thể chọn những loại thực phẩm nào để ăn trong 3 bữa đấy. Không phải chúng ta chỉ được ăn táo, ớt chuông và chanh leo, dưa leo đâu ạ. Đây, cái này hơi nặng một chút. Đấy, bạn có thấy không? Bạn nhìn thấy chưa? Dưa leo này, cà rốt ăn ít thôi nhá. Táo này, ớt chuông này, bơ này, ổi này. Mặt này chúng ta có gì? Ai, thanh long và dưa lưới. Rồi, tiếp đến, bạn có thể ăn cái này. Đây là cà chua. Nhưng mà Anna khuyến cáo này,
Khi bạn ăn cà chua bạn bỏ hột nhé, bỏ hột. Thế cho nên là đừng chọn cà chua bi, mà ăn một ít thôi chứ đừng ăn nhiều, bởi vì cà chua này cái tính âm, mặc dù nó màu đỏ nhưng tính âm, tính hàn nó hơi nhiều, nó không hỗ trợ chúng ta giảm nhiều cân cho lắm, nhưng nó làm cho da của chúng ta đẹp, căng mọng. Ui, còn đây cái đĩa này tượng trưng cho các loại quả mọng, nó tượng trưng cho các loại quả mọng. Các loại quả mọng là bạn có ngoài, tức là ngoài kiwi, nho và dâu tây, bạn có thể ăn thêm dâu tằm, bạn có thể ăn thêm nam việt quất, việt quất, mâm xôi, cherry, đều tính là các loại quả mọng, bạn có thể ăn nó. À, đó chính là các cái loại rau củ quả mà bạn có thể ăn, được chưa ạ? À, nếu mà bạn không nhớ, bạn chưa kịp ghi thì bạn hãy tua lại cái đoạn vừa rồi để có thể biết được nhá. À, đó là cái cách ăn của chúng ta, là chúng ta ăn một ngày 3 bữa. À, mỗi bữa thì bạn cứ lấy trọng lượng của chúng ta theo kg và nhân lên 10 lên để ra số gram thực phẩm gọi là rau củ quả mà chúng ta ăn. Đấy là bước số 1 là ăn rau củ quả. Vậy việc ăn rau củ quả này thì có cái tác dụng gì ạ? Thứ nhất, nó đều là những cái danh mục và thực phẩm tàng hình mà nó sẽ giúp cung cấp cho cơ thể của chúng ta đầy đủ vitamin, enzyme, muối khoáng, chất chống oxy hóa và đặc biệt là khả năng đốt cháy mỡ cực kỳ kỳ diệu. Nếu chúng ta nhịn ăn thì sao ạ? Thực sự có một sai lầm trong những cái phương pháp giảm cân ở nhiều thập kỷ trước là ăn ăn không có cân bằng các chất, hoặc là nhịn ăn và detox, chỉ uống nước hoặc là nước lọc, hoặc là uống một cái loại trà nào đó, thì cái cách này nó sẽ không cung cấp được dinh dưỡng cho cơ thể mình. Bởi vậy cho nên nó có thể tắt cái nguồn đầu vào, nhưng mà cái đầu thải của nó thì nó lại không kích thích được. Những cái dinh dưỡng này trong rau củ quả có rất là nhiều dinh dưỡng, và khi bạn đưa vào cơ thể của chúng ta thì thứ nhất là tế bào của chúng ta sống được này, sống khỏe được này, và khi mà nó được sống khỏe như vậy thì không chỉ cái phần quan trọng là bạn đưa vào dinh dưỡng, mà cái phần ăn năng nghĩ là quan trọng hơn, đó là bạn đào thải được các cái độc tố ra khỏi cơ thể, đào thải được những chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Và trong rau củ quả này nó có rất là nhiều chất xơ, và chính cái lượng chất xơ đấy nó giống như những cái chổi quét 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 và dọn, hỗ trợ dọn những cái chất thải ra khỏi cơ thể của chúng ta. Đó là một phần vô cùng quan trọng mà thường chúng ta quên, chúng ta cứ nghĩ là đưa vào là được, nhưng mà không phải, vừa đưa vào vừa phải thải ra. Rồi, một cái điều tiếp theo là nếu như bạn chọn được cái loại thực phẩm mà giúp cho tăng cái cường độ trao đổi chất lên thì mỡ sẽ được kích thích để đốt cháy. Anna lấy ví dụ nhé, với những cái người mập, một người mập và một người ốm cùng chiều cao như nhau, thì cái người ốm ấy sẽ, tức là miền Nam gọi là ốm, miền Bắc là người gầy á, cái người gầy đó sẽ có cái cường độ trao đổi chất cao hơn so với cả cái người mập mà có chiều cao tương đương. Bởi vì cái cường độ trao đổi chất được tính bằng công thức là diện tích trên thể tích, cho nên là cái mẫu số mà càng lớn thì cái kết quả nó càng bé. Thế thì mình mập mà, cho nên là cái thể tích của mình rất là lớn, cho nên cường độ trao đổi chất của mình thực chất là nó được giảm đi. Nếu vậy, nếu bây giờ chúng ta lại còn nhịn ăn nữa, hoặc chúng ta ăn những cái loại thực phẩm mà quá dễ dàng để tiêu hóa, tức là ít chất xơ, thì nó sẽ càng làm cho cái cường độ trao đổi chất của chúng ta giảm xuống. Mà khi giảm xuống thì thay vì mình cần 2.000 calo một ngày, bây giờ mình chỉ cần có 1.000 calo một ngày thôi, thì vô hình chung là gì? Là mình không cần đốt cháy mỡ để có đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động nữa. Nhưng nếu bạn ăn những cái loại mà thực phẩm tàng hình như Anna vừa mới kể tên, nếu bạn muốn biết thực phẩm tàng hình là gì thì xin hãy xem lại cái video clip vào các cái tuần trước đây của Anna nhé. Mình ăn những cái loại thực phẩm này vào thì nó sẽ kích thích cái cường độ trao đổi chất tăng lên. Và có một điều hay là ví dụ trái táo này nó khoảng 100 calo, và cái kẹo cũng là 100 calo. Thế nhưng mà khi bạn ăn cái kẹo thì gần như cơ thể của chúng ta chẳng cần cái lượng calo nào để mà tiêu hóa được cái kẹo. Thực ra là có nhưng nó không đáng kể. Nhưng nếu bạn ăn một trái táo nó có 100 calo, nhưng cơ thể của chúng ta phải cần đến khoảng 120 calo để tiêu hóa một trái táo. Cho nên là bạn càng ăn thì nó càng giảm. Bạn hình dung không ạ? Nó chỉ là những cái phép cộng trừ thông thường mà thôi. Thế cho nên rằng cái bí quyết ở đây á, một là mình cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, và cái thứ hai là mình đào thải được cái chất cặn bã, và cuối cùng là mình kích thích được cái cường độ trao đổi chất tăng lên so với cả mức thông thường.
làm sao mà nó có thể tăng lên so với cả mức thông thường được. Bạn hãy nhớ rằng là bạn ăn một một bữa là 6 lạng hoặc 5 đến 6 lạng nếu bạn nặng 80 cân. Nếu các anh nam mà nặng khoảng 8-90 cân thì tức là mình sẽ ăn khoảng 8 lạng và 9 lạng một bữa. Vậy là một ngày mình ăn khoảng 2 cân rau củ quả. Và với cái lượng đó thì rõ ràng nó nhiều hơn bất kể một cái ngày nào mà thông thường các bạn ăn. Cho nên là tổng cái cường độ trao đổi chất trong 3 ngày này trông thì vậy thôi nhưng mà lại được đẩy lên rất là cao. Rồi, bước tiếp theo là bước số 2. Sau khi mình ăn một ngày 3 bữa, sáng, trưa, chiều là các loại rau củ quả trên, thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ uống nước ép của Yobo. Đây là 5 chai nước ép của Yobo. Các bạn thấy màu sắc có tươi không ạ? Đây là màu tự nhiên của thực phẩm. Màu tự nhiên của thực phẩm rất là đẹp. Đây, đây là 5 chai ngũ cốc của Yobo. Đây là chai số 5. Tại sao chúng ta đã ăn rồi mà chúng ta còn cần phải uống ạ? Thứ nhất là những cái chai nước ép như thế này thì được tính toán một cái tỷ lệ hợp lý và những cái thành phần hợp lý kết hợp lại với nhau, vừa đảm bảo cái tính dinh dưỡng, vừa đảm bảo cái khả năng kích thích đốt cháy mỡ, làm sạch cơ thể, và quan trọng là nó cân bằng được cái âm dương ngũ hành. Tức là nếu một số những loại thực phẩm nó quá lạnh, quá hàn thì mình phải cho thêm một số những cái loại gia vị khác vào, đương nhiên là vẫn đến từ các loại rau củ quả nhé, để mình cân bằng lại, nó có đưa vào cơ thể một cái lượng cân bằng thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng. Vậy chúng ta sẽ uống như thế nào ạ? Trong 5 chai này, chúng ta sẽ uống từ sáng cho đến tối. Chai đầu tiên mình sẽ uống từ 7 cho đến 9 giờ sáng, tức là ngủ dậy là bạn sẽ uống cái chai này. Thì chai này thành phần của nó là có mạ lúa mì, cải xoăn, táo và dưa leo. Và với bốn cái loại quả này thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái, được gọi là như thế nào nhỉ? Một cái sự wake up, đánh thức tất cả những cái giác quan ở bên trong cơ thể bằng cách là thức tỉnh tất cả những cái tế bào bên trong cơ thể. Có lẽ là cơ thể của bạn phải rất lâu rồi mới được đưa vào một cái lượng dinh dưỡng vào bữa sáng thay cho là những cái thực phẩm chế biến. Cho nên đây cũng là một cái công thức mà được rất nhiều các khách hàng của Yobo ưa chuộng, là khi uống cái chai này vào đầu buổi sáng thì họ cảm thấy là trong người rất là sảng khoái và nhẹ nhõm. Sảng khoái và nhẹ nhõm. Tức là sau khi bạn uống một chai này thì khoảng tầm 30 phút sau bạn bắt đầu ăn cái bữa sáng từ rau củ quả của mình. Được chưa ạ? Mình có một chai. Tiếp theo, mình có một chai số 2. Mình sẽ uống vào tầm khoảng 10 giờ sáng đến 11 giờ là táo, cà rốt và ớt chuông. Đối với cái chai này thì nó sẽ giúp cho bạn đốt cháy mỡ. Rất là ghê gớm. Rồi, đây là một chai gọi là chai ngũ cốc. Với cái chai ngũ cốc này thì nó gồm có những cái gì ạ? Nó gồm có hạnh nhân, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, mè đen, mè trắng, óc chó và maca. Thì với một cái chai như này thì nó đầy, bạn sẽ uống vào lúc 12 giờ trưa, nó thay cho được một bữa ăn hoàn hảo, gồm có tinh bột, gồm có protein và gồm có chất béo luôn. Và cái lượng tinh bột này là cái tinh bột mà bạn có thể ăn bởi vì nó được xay ra từ những loại đậu còn nguyên vỏ. Và bởi vì như vậy cho nên là bạn sẽ vẫn cung cấp được tinh bột cho cơ thể mà không hề bị tăng cân, tức là nó không làm ảnh hưởng đến cái kết quả detox của mình do cái nồng độ đường trong này nó thấp. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao cũng là tinh bột mà cái chai này nó lại có thể hỗ trợ và được sử dụng trong quá trình detox. Có những loại tinh bột khác, ví dụ như là nhiều người hỏi là có được ăn khoai lang không? Hay là được ăn bắp luộc không? Thì không được ăn nhé, không được thay thế như vậy. Bởi vì là nếu bạn được tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế của quá trình đốt cháy mỡ và làm sạch cơ thể thì chúng ta buộc phải đưa vào trong cơ thể những cái loại thực phẩm mà có chỉ số đường huyết thấp. Và đây chính là một phần của cái phương pháp tổng thể trong phương pháp giảm cân Yobo. Bạn có thể sẽ được tìm hiểu qua những video clip trước đây của Anna, hoặc là bạn có thể chờ để đón xem quyển sách phương pháp giảm cân Yobo càng ăn càng giảm. Thì bạn sẽ thấy và hiểu rõ được tại sao Anna lại sử dụng những cái loại này. Và khi nào đến cái chai này thì nếu như tương tự như vậy trong cái quá trình mà mình giảm cân hoặc là mình detox,
Nếu giả sử mình quá đói, mình không thể chịu đựng được, mình có xu hướng ngất xỉu đến nơi rồi, thì mình có thể lấy thêm những cái loại ngũ cốc như thế này để mình có thể pha thêm để mình ăn. Nên cái này là không khuyến cáo, chỉ dành cho những người mà quá bị dính mắc với thực phẩm và họ không thể chịu đựng được. Nhưng với Anna thì Anna thấy ăn như thế này là khá là nhiều đấy ạ. Rồi, 3 giờ chiều mình sẽ uống một chai như thế này. Chai này là gồm có cần tây, dưa leo, mạ lứa mì, bơ và chanh. Màu nó rất đẹp như thế này, đang còn mùa bơ cho nên là phải nhanh chóng cho khách hàng sử dụng, không có hết mùa bơ là mình sẽ không dùng được. Bởi vì mình dùng tất cả là thực phẩm tươi sống, mùa nào mình dùng quả đấy. Chị ạ. Và đến 6 giờ chiều là bữa ăn cuối cùng của mình, thì mình sẽ uống chai màu xanh này là gồm có táo, ớt và cần tây. Và như vậy là chúng ta đã có 5 chai nước ép của Yobo một ngày, cộng với khoảng 2 kg rau củ quả. Tổng cái lượng vitamin, enzyme đưa vào cơ thể là rất là lớn. Bởi vì với một cái chai như thế này thì Yobo cần phải ép từ khoảng 6 lạng đồ thô. Dù là rau gì đi chăng nữa thì nó đều đến từ khoảng 6 lạng đồ thô. Và như vậy thì khi mà mình nhân với 4, tại vì cái chai này nó không phải là rau củ quả này, thì nó khoảng 2,4 cân, cộng với chúng ta ăn khoảng 2 cân nữa, thì một ngày chúng ta đưa vào cơ thể của mình lượng vitamin, enzyme, muối khoáng và chất chống oxy hóa đến từ thực phẩm lên đến gần 5 kg. Và với cái cách như vậy thì cơ thể của chúng ta gần như là được nhúng ở trong một cái môi trường kiềm hoàn toàn phù hợp với tế bào hoàn toàn mà trước giờ chúng ta không làm. Bởi vậy cho nên là nó sẽ được hoạt hóa rất là nhanh. Và cơ thể của chúng ta ấy, thì Anna vẫn thường nói là cái người bạn thân của chúng ta, người bạn thân nhất của chúng ta, người bạn đồng hành thực sự của chúng ta chính là cái cơ thể này. Tức là cái tâm trí và cái thân thể là hai thực thể khác nhau. Và thường thì chúng ta quên mất điều đó, cơ thể của chúng ta không biết nói, cái miệng chỉ là cái công cụ để giúp cho tâm trí nói ra những gì mà ta nghĩ mà thôi. Thế còn thực chất thì cơ thể của chúng ta khá là phải chịu đựng cái tâm trí của chúng ta nhiều, bởi vì thường chúng ta thực hiện và chúng ta làm những việc mà chúng ta thích thay vì là để ý đến cái người bạn đồng hành này cảm thấy như thế nào. Và trước khi mình có vợ, có chồng, có người yêu thì cái người mà đồng hành cùng mình đến suốt cả cuộc đời lại là cái thân thể này này. Bạn cần phải biết rằng là nó rất là cần những thứ mà Anna vừa liệt kê. Nó rất cần enzyme, vitamin, muối khoáng, chất chống oxy hóa để bảo vệ từng tế bào, để giúp có thể hoạt động, vận hành một cách trơn tru. Và bạn không cần phải nghĩ nhiều, bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái sinh vật hoàn hảo đến mức độ mà mấy nghìn năm nay có rất nhiều khoa học gia họ dùng cả cuộc đời mình để nghiên cứu, thì họ cũng chỉ nghiên cứu được một cái góc của vấn đề thôi, họ đã được những cái giải Nobel rất là lớn rồi. Cho nên là mình không cần phải làm nhà khoa học thì mình mới biết được là mình cần phải ăn gì và không cần phải ăn gì. Mình chỉ cần đưa cho cơ thể đúng thứ nó cần và nó sẽ tự động hóa điều khiển, giúp cho bạn thon gọn này, giúp cho bạn được thải độc này, giúp cho bạn trẻ trung này, giúp cho bạn khỏe khoắn và không có bệnh tật này. Đó là sự thật. Và bạn lại phải tin ở mức độ trải nghiệm, tức là bạn cần phải trải qua 3 ngày như vậy. Bạn sẽ cân trước khi bắt đầu và bạn sẽ cân vào buổi sáng sau khi kết thúc 3 ngày detox, tức là sáng buổi sáng ngày thứ tư, bạn sẽ thấy cái cân nặng của bạn thay đổi hoàn toàn. Và quan trọng là cái bụng của bạn nó sẽ xẹp và phẳng hẳn đi. Đã có những cái chị khách của Yobo rất là đáng yêu, là các chị ghi lại từng chỉ số của cái vòng bụng, bụng trên này, bụng giữa này, bụng dưới này. Và sau 3 ngày thì cái bụng dưới của chị ý giảm được khoảng 7 cm, và chị tiếp tục đo tiếp sau ngày thứ 6 thì bụng dưới của chị giảm được khoảng 9 cm. Và đó là một cái kết quả tuyệt vời, mặc dù đối với chị này thì cân nặng chị lại chỉ giảm được khoảng 1,5 cân thôi. Tức là nó không, thậm chí nó không nằm trong cái số mà tỷ lệ là 97% giảm được trung bình là 2,5 cân. Nhưng chị rất là vui vẻ bởi vì cái bụng dưới của chị giảm đi được tận 9 cm tổng cộng sau 6 ngày. Vậy thì nếu như chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội là biết bản thân mình có phù hợp với phương pháp hay không. Còn nếu chúng ta làm, biết đâu chúng ta thuộc về số 97% và các bạn sẽ giảm được khoảng 2,5 cân chỉ trong 3 ngày, và các bạn sẽ mặc được những cái váy bạn yêu thích, hoặc là bạn sẽ mất đi được cái bụng bia phần nào để đến một cái buổi hẹn nào đó, đến một cái cuộc họp nào đó quan trọng. Nếu như bạn dư khoảng, và hiện tại xin lỗi, bạn dư khoảng 20 hoặc 30 cân, tức là hiện tại bạn quanh khoảng 8, 90 hoặc 100 cân, hoặc là bạn
thuộc về nhóm những cái người mà hoạt động não bộ thường xuyên, ví dụ như là kế toán này, kiểm toán này, hoặc là những cái công việc mà cần cái độ chính xác rất là tuyệt đối, thì trong 3 ngày khi bạn detox thì bạn sẽ ăn thêm những cái loại hạt. Đối với những cái loại hạt này thì nhiều giống như là hạnh nhân, óc chó, mắc ca, mè đen, mè trắng, đậu phộng, hạt điều đều là những cái loại hạt mà rất là tốt cho não bộ và giúp cho bạn tăng cái khả năng tập trung trong cái giai đoạn 3 ngày khi bạn thay đổi cái chế độ ăn. Và khi mà bạn ăn các loại hạt ấy thì bạn nhớ rằng là bạn ăn một lần ấy, nhiều nhất là trong vòng một nắm tay như thế này. Bạn nắm lọt một nắm tay thì là được, bạn đừng bao giờ bạn ăn nhiều hơn, nó sẽ làm cho bạn bị đầy bụng. Còn thực ra đối với Anna ấy, khi Anna mà ăn nhiều và thường xuyên rồi thì một nắm tay này là Anna chia thành hai lần và ăn cả ngày. Còn thường chúng ta ăn ấy thì chúng ta không ăn như vậy mà chúng ta ăn cả lạ, tức là chúng ta ăn cả 100 gram, sau đó rồi cả vài tháng chúng ta mới ăn lại một lần, thì đấy là cách ăn sai. Và Anna đã có những cái khách hàng họ đang 100 cân, một bạn nam rất là đáng yêu, và khi mà bạn ăn theo chế độ này thì bạn cảm thấy là bạn cảm thấy mệt. Anna hướng dẫn bạn ăn thêm các cái loại hạt như thế này nữa thì bạn ấy đã cảm thấy là hoàn toàn bình thường và có thể làm việc được, chứ không cảm thấy là quá mệt mỏi uể oải. Còn nếu mà bạn mà chỉ đang khoảng 60-70 cân mà bạn muốn giảm khoảng chừng khoảng 5-10 cân á thì nó sẽ không có cái hiện tượng đấy lắm đâu ạ. Vậy thì cái bí quyết ở đây là gì ạ? Cái bí quyết ở đây là cái nguyên liệu của chúng ta phải sạch. Nếu như mà các bạn có tìm hiểu sâu về thực phẩm thì bạn sẽ thấy rằng là những cái loại trái cây rau củ từ ngày xưa thì nó có cái hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều so với cả trái cây rau củ ngày nay. Hoặc là cùng một cái giống nhưng mà mình trồng trên những cái vùng đất khác nhau, châu Âu, châu Á là ra những cái loại trái khác nhau và hàm lượng dinh dưỡng của nó khác nhau. Đồng thời là gì? Nếu như mà mình trồng trái cây rau củ trên cái mảnh đất mà được tưới phân hữu cơ thì nó khác hoàn toàn so với cả cũng là cái giống đó nhưng được trồng ở trên cái mảnh đất mà dùng phân hóa học chẳng hạn. Cho nên rằng cái độ sạch không phải nó chỉ liên quan nhiều đến cái sự an toàn khi chúng ta sử dụng đồ tươi sống, mà ở đây những cái vùng đất mà trồng trái cây rau củ còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái hàm lượng dinh dưỡng mà chứa ở bên trong nó. Thế nên Anna rất là khắt khe trong việc lựa chọn các loại rau củ quả, không chỉ là lựa chọn cái giống tốt và lựa chọn cái giống mà không trải qua cái quá trình mà biến đổi gen quá nhiều, mình còn phải lựa chọn cái vùng đất, phải biết rằng là cái loại quả đó thì nó thường được trồng ở vùng nào và mình phải biết là mình phải mua chắc chắn đúng nguồn, như vậy thì cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ là tốt nhất cho khách hàng và cho bản thân Anna sử dụng nữa. Thêm một điều nữa là gì, trái cây rau củ mình phải mua được trực tiếp từ vườn ý, chứ còn nếu như thế này bạn hình dung nhé, ví dụ như là bó xôi chẳng hạn thì thường nó chỉ để được một ngày thôi, tức là nếu Anna sử dụng cái đồ của Yobo mà để rau bó xôi mà đến ngày hôm sau là nó héo rũ ra rồi, và thêm một ngày nữa là nó đã có hiện tượng là hỏng rồi. Thế nhưng mà nếu như bạn thấy rằng là bó xôi ở đâu đó bạn mua mà để được khoảng 3 ngày chẳng hạn thì Anna tin chắc rằng nó đã được xử lý qua qua một cái kỹ thuật nào đó để bảo quản. Tức là trái cây rau củ có thể cũng cùng là loại trồng ở cái farm đó, nhưng khi mà giao cho Anna thì giá gấp đôi so với việc là giao cho những cái cửa hàng bán lẻ. Bởi vì cái trái cây rau củ mà giao cho Anna là giao hàng ngày thường xuyên và không có qua bất kể một cái khâu bảo quản nào hết, hái xong một cái là đưa đến cho cửa hàng luôn, cho Yobo luôn. Thế còn khi mà họ chuyển đến một số nơi khác thì họ mua số lượng rất là lớn và cái thời gian mà luân chuyển đi giữa các kho hoặc là đến được tay người tiêu dùng, nên là họ cần phải xử lý thêm những cái kỹ thuật để giúp cho rau củ quả tươi sống hơn. Thì khi mà như vậy thì có thể cái giá của họ có thể thấp hơn, thế nhưng mà cái chất lượng thì nó lại đánh mất cái phần quan trọng nhất mà chúng ta cần giữ từ rau củ quả, đó là phải sạch. Đây cũng là một cái bí kíp vô cùng cần thiết để khi các bạn áp dụng các bạn phải ghi nhớ. Nếu rau củ quả của các bạn mà không sạch thì tức là sai bét hết nhé. Tức là bạn lại còn đưa vào cơ thể của các bạn một cái lượng lớn hơn nữa độc tố, và như vậy thì chẳng có cái phản ứng nào xảy ra cả, hoặc là nó xảy ra nhưng mà nó sẽ khiến cho bạn là quá mệt mỏi, hoặc là bạn sẽ cảm thấy là
quá sức chịu đựng, tại vì trong người mình thay vì mình giải tỏa độc tố thì mình lại đưa thêm vào. Và ở Yobo thì khi mà rau củ quả về đến nơi, chúng tôi biết là cái nguồn gốc đấy là trực tiếp từ farm và sạch rồi, và chúng tôi sử dụng tươi hàng ngày rồi. Nhưng khi về đến Yobo thì chúng tôi vẫn còn ngâm rau củ quả này qua một loại nước, đó là nước Kangen có độ pH là 11.5. Cái độ pH này nó sẽ giúp cho rau củ quả loại bỏ hoàn toàn những cái độc tố và chất bảo vệ thực phẩm. Nói là hoàn toàn thì cũng không thể có một cái gì tuyệt đối được, nhưng mà nó tạo ra được một độ sạch mà tôi có thể khẳng định được là ở Việt Nam, nếu điều kiện mà có thể có được cái loại nguyên liệu mà sạch như vậy thì chúng tôi là số 1. Nếu chúng tôi là số 2, không có ai là số 1. Thế cho nên khi mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm từ thiên nhiên, chúng ta theo cái phương pháp này thì bạn phải cất công, mất công để tìm những cái loại nguyên liệu sạch. Bạn nhớ là bạn luôn luôn có một người đồng hành, đấy là Yobo. Hãy inbox cho chúng tôi nếu các bạn muốn có những cái nguồn nguyên liệu sạch như thế này nhé. Và cái phần mà detox của chúng ta ngày hôm nay cũng đến đây là xin được kết thúc. Mọi thứ nó chỉ đơn giản như thế thôi. Các bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm, các bạn hãy cân trước và cân sau để thấy được cái sự thay đổi về thể trạng của mình. Và hãy nhớ rằng sau 3 ngày detox thì không chỉ là cân nặng thay đổi, mà sẽ có thêm một phần nữa, đó là bạn sẽ ngủ khá là ngon, bạn sẽ đi ngủ sớm, và bạn sẽ cảm thấy là những cái phản ứng dị ứng của mình nó sẽ bớt đi. Trước khi mà kết thúc thì có một điều bạn cần lưu ý là trong quá trình detox, bạn hãy phân biệt được cảm giác đói sinh lý và cảm giác đói tâm lý. Đói sinh lý là như thế nào? Là mình đói, mình cần ăn thật. Còn đói tâm lý là cái cảm giác xảy ra khi mà bạn vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng do trong 3 ngày này bạn thay đổi cái cách ăn, bạn thay đổi cái thành phần bạn đưa vào cơ thể, cho nên là cơ thể của bạn nó đòi một cái cũ. Nó đòi một cái cũ, và cái cảm giác đói tâm lý là một cái cảm giác mà bạn có thể trải nghiệm trong cái quá trình detox. Nếu bạn trải qua được buổi tối thứ hai, buổi tối ngày thứ hai, thì buổi sáng ngày thứ ba khi tỉnh dậy, bạn cảm thấy bạn không còn dính mắc gì vào đồ ăn cả. Và ngày thứ ba, cái ngày detox cuối cùng trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Và nhiều người nói rằng là sau 3 ngày thì chị hoàn toàn có thể làm thêm ngày thứ tư, ngày thứ năm. Mà do là chúng tôi có nhiều khách hàng ở xa, cho nên là để đảm bảo an toàn cho khách hàng thì Yobo không khuyến khích, chỉ cần 3 ngày là đủ rồi. Sau đó nếu bạn muốn giảm cân tiếp tục thì chúng ta cần phải đưa cơ thể của chúng ta về một chế độ ăn mà bạn có thể duy trì lâu dài đến suốt đời. Chứ còn chế độ này bạn có thể thực hiện mỗi tháng một lần nếu như bạn muốn làm sạch cơ thể và muốn giảm đi, cứ giảm đi 2-3 cân đó. Hoặc là bạn sẽ luân phiên trong một cái liệu trình giảm cân, nếu mà bạn muốn giảm 5 cân, 10 cân, 15 cân, 20 cân. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc các bạn detox thành công và giảm được từ 2 cho đến 3 kg trong vòng 3 ngày. Bạn hãy feedback cho Yobo về kết quả của bạn nhé. Và nếu các bạn thích thông tin này thì hãy cho Anna một like, một share, hãy rung chuông và hãy subscribe trên channel của Yobo để Anna có thêm động lực và làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.